mà chúng ta đang làm theo một cái mạch nó rất là hăng say thì chúng ta gặp phải cái đấy nó cũng khá là khó chịu. Vì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách giải quyết cái vấn đề đấy. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với lại cái nội dung chính của ngày hôm nay. Chúng ta đi giải quyết cái vấn đề xử lý cái lỗi full cái ổ không gian làm việc full disk ấy. Thì cái phần này chúng ta sẽ có 3 cái cách chính để chúng ta giải quyết cái vấn đề đấy. Đầu tiên là mọi người sẽ tìm đến cái ổ mà chúng ta thường dùng để cài cái Photoshop không? Thì cái ổ này thường chúng ta sẽ lựa chọn là cái ổ mặc định của cái phần mềm chúng ta cài, thường là ổ C. Mọi người sẽ để ổ C đúng không? Còn nếu mà bạn nào đã lựa chọn sang cái ổ khác thì chúng ta sẽ tìm đến cái ổ mà Photoshop sẽ cài ở đấy. Và chúng ta sẽ dọn dẹp cái ổ này đi, bởi vì cái ổ của chúng ta nó đang bị full cái không gian làm việc đó, nên chúng ta sẽ cần dọn dẹp những cái thư mục trong này. Phần nào chúng ta bị thừa hay là chúng ta không cần dùng đến nữa thì chúng ta có thể xóa đi. Và đặc biệt mọi người hãy kiểm tra những cái tệp và những cái tài liệu chúng ta đã tải xuống ở cái phần download, cái phần tải xuống ấy. Thì mọi người, cái nào không quan trọng chúng ta sẽ xóa đi. Ngoài ra thì ở cái phần desktop, cái phần màn hình chính thì nó cũng chiếm cái dung lượng ở trong đấy, nên là chúng ta hãy dọn dẹp nó trống một chút, nó sẽ có không gian làm việc hơn. Ok, đấy là cái cách đầu tiên. Sang cái cách thứ hai thì mọi người sẽ tìm đến cái phần mà khi chúng ta làm việc thì chúng ta thường có cái bước lịch sử này đúng không? Chúng ta thường cài các cái bước lịch sử hiện lại thường là 50 bước. Vậy thì những cái phần đấy nó cũng ảnh hưởng một phần chiếm một dung lượng trong quá trình chúng ta làm việc. Ngoài ra thì mọi người trong quá trình mọi người làm, chúng ta copy, chúng ta thường ấn copy cái ảnh này, chọn tất cả cùng chọn là copy cái ảnh đúng không, ấn Ctrl C thì mọi người cũng có thể đặt câu hỏi là cái ảnh chúng ta vừa copy nó sẽ đi vào đâu đúng không, thì chúng ta chỉ cần paste phát là nó sẽ chạy ra, và chúng ta chỉ cần paste lần nữa, cứ paste là nó sẽ ra, nó sẽ đi vào cái phần này đây, cái phần clipboard này này. Thì tất cả những cái ảnh mà chúng ta copy ấy, nó sẽ được lưu trữ ở đây. Vậy nên là khi chúng ta copy một cái ảnh, trường hợp chúng ta làm một cái ảnh nó rất là nặng đúng không, thì khi chúng ta copy ấy, vô tình chúng ta đã tự tạo cho cái Photoshop nó phải tải một cái ảnh rất là lớn. Nên là chúng ta sẽ click vào phần này, tắt cái này đi, chúng ta chỉ cần click vào cái clipboard này. Ok, vậy đi, sau khi click xong chúng ta paste lần nữa, chúng ta ấn Ctrl V lần nữa thì nó sẽ không bao giờ hiện ra cái ảnh mà chúng ta vừa copy nữa đó. Mặc dù phần này nó sẽ không quan trọng lắm, nhưng mà khi chúng ta dùng chúng ta làm những cái loại hàng nào mà nó nặng, khi chúng ta copy vài trăm mê chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi đến cái phần nữa là phần lịch sử, như phần vừa nãy mình sẽ tạo thêm một số những cái bước ở trong này. Mình sẽ để blur chúng ta bôi. Đấy, mình sẽ bôi một vài thao tác. Chúng ta tăng sáng nó lên. Đây là tối xuống. Ok, sau khi xong mình có một số cái bước lịch sử ở trong này luôn. Cái panel này thì mọi người vào lại cái phần vừa rồi, chúng ta sẽ có một cái phần history ở đây. Thì khi chúng ta click vào đây này thì nó sẽ tự động nó sẽ nhảy về cái bước cuối cùng mà chúng ta vừa làm. Đấy, cũng là nó sẽ mất hết tất cả những cái bước phía trước. Thì phần này đa số chúng ta sẽ không dùng cái này, bởi vì cái đặc thù của công việc chúng ta là trong quá trình chúng ta làm ảnh ấy, là chúng ta sẽ phải để lại những cái thao tác ở trên này đúng không? Vậy nên là cái phần này mình nghĩ là chúng ta sẽ không hay dùng mấy. Chúng ta chỉ cần lưu cho mình cái chỗ này là cái sao chép cái ảnh này thôi. Nếu cái ảnh chúng ta nó nhẹ thì chúng ta cũng không cần để ý cái phần này. Bởi vì sao? Những cái ảnh nhẹ nó sẽ thường không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta chỉ xét trường hợp là ảnh nó rất là nặng, vài trăm mê như này. Mà trong job chúng ta phải xử lý rất là nhiều ảnh, vậy chúng ta sẽ lưu ý đến cái phần này. Bình thường chúng ta copy xong này, chúng ta làm việc thì chúng ta không tắt nó đi ạ. Nếu cái file nặng luôn thì mình sẽ vô tình chúng ta để nó, cứ để nó như vậy trong suốt quá trình ta làm việc, nên là Photoshop nó sẽ bị ngốn cái dung lượng làm việc rất là nhiều. Ok, đến cái cách, đến cách thứ hai nhá. Đến cách thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách là mở rộng thêm cái không gian làm việc cho Photoshop. Thì phần này mọi người có thể ấn cái tổ phím và cách trên cài.
thì nó sẽ hiện ra cái bảng setup như thế này. Chúng ta sẽ tìm đến cái phần scratch disk này. Phần này thì như mọi người thấy, nếu như chúng ta mở Photoshop lên ở giao diện mặc định là chúng ta chỉ có chọn cái ổ mặc định cái Photoshop làm để chạy mỗi Photoshop thôi. Vậy nên là trong quá trình làm mình thường bị thiếu dung lượng, thiếu không gian làm việc, nên mọi người cần phải chuyển sang ổ khác. Thì phần này mình thường để cái ổ C của mình là cái ổ chạy là các phần mềm mà chạy Win, thì nên là mình thường sẽ để trống nó để cho nó mình không thích nó để chung với những cái khác, nên là mình sẽ bỏ cái này đi. Mình sẽ chọn sang hai cái ổ còn lại là ổ E và ổ F. Đó. Thì phần này mình sẽ tùy theo cái những cái ổ mà trên máy tính của mọi người chia, thì chúng ta sẽ lựa chọn hai cái ổ này, hoặc là chúng ta có thể chọn cả ổ C cũng được, nó không sao cả. Nhưng đối với mình sẽ bỏ ổ C đi. Sau xong chúng ta sẽ ấn OK. Đó. Thì lúc này thì cái giao diện cái không gian làm việc của Photoshop nó sẽ được cho vào cả hai cái ổ đấy. Hoặc là mọi người có thể tìm nó ở trong cái phần edit ở phần này đây. Chúng ta tìm theo cái đường link ở trên màn hình của mình đây. Đó. Thì đấy chính là ba cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra cái không gian làm việc thêm cho Photoshop mà chúng ta sẽ không phải gặp những cái trường hợp lỗi mà mình vừa xuất hiện ở đầu video nữa. OK. Ngoài ra thì chúng ta có thể xử lý thêm bằng cái cách là mình có thể mua thêm những cái ổ cứng ngoài, ổ cứng rời thì mới thể xem xét những cái ổ như ổ SSD chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể mua thêm những cái ổ đấy chỉ để chạy riêng Photoshop thôi, thì nó cũng rất là hay bởi vì nó sẽ vừa nhanh mà vừa tiết kiệm được cái không gian cho những cái ổ khác của mình. Còn như bạn nào mà có ổ cái dung lượng ổ của mình rất là nhiều thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến vấn đề này. OK, thì trên đây chính là cái nội dung của video hôm nay. Còn rất nhiều nội dung hay ở phía sau, nhưng mọi người nhớ ấn chuông và ấn đăng ký để theo dõi những cái nội dung tiếp theo. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.